xem nhanh tay chấm bài lên cho em nào. Comment lên cho em đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhé. Hiện tại là em đang live bằng 5 máy cơ, em không thể đọc được hết comment của các chị. Nên các chị nào mà yêu thích cái mã sản phẩm ốp điện thoại này nhà em thì các chị cứ vào live với em này. Đầu live mọi người cứ chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân cũng như ở nhóm. Chỉ cần mọi người vào live với em, chia sẻ cho em xin một lần lên trang cá nhân và 2 3 4 5 lần lên hội nhóm là mọi người sẽ nhận được quà sản phẩm bên em, đó chính là một chiếc vòng tay cao cấp như thế này, trị giá gần 300.000 đồng được không ạ? Comment lên cho em đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhé. Comment lên cho em đúng cú pháp nào, đã chia sẻ kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Đã chia sẻ kèm số điện thoại, trời ơi quá đẹp luôn các chị ơi, nhìn sản phẩm bên em này cực kỳ đẹp cho em luôn nhá. Rồi ok, chốt cho chị Trần Duyên một em vòng cao cấp bên em nhá. Chị ơi, chiếc vòng này nhà em thì không bán đâu, em chỉ tặng tri ân cho tất cả các chị nào đang xem live của em thôi. Và mọi người đang xem live của em thì chỉ cần các chị comment lên cho em đúng cú pháp là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Cứ có số điện thoại là em nhìn thấy các chị hiện lên chữ người chia sẻ là em sẽ xả tặng cho các chị cho em nhá. Chị Kim Dung ơi, chị đã chia sẻ nhưng mà chị không có số điện thoại, bên em cũng xin phép không chốt đơn nhá, bởi vì sản phẩm này cho em ạ là hàng giới hạn của bên em chỉ chốt và tặng quà cho tất cả các chị nào đang xem live của em cũng như là chia sẻ bài viết cho em thôi nhá. Rồi ok luôn, ok cho anh Trần Hiếu một em vòng luôn. Cái mã này cho em nói thật luôn là chỉ cần tặng cho các chị nhân ngày 8 tháng 3, quá là đẹp đúng không ạ? Tri ân cho tất cả các anh các chị này để là làm quà 8 tháng 3 cho em nhá. Rồi ok cho Kim Xuyến này, ok chị luôn. Cái mã này hôm nay em chỉ tặng 10 chị đầu like thôi, lên chị nào mà comment nhanh nhá, đã chia sẻ kèm số điện thoại thì sẽ được lên đơn hàng thành công. Nếu không có số điện thoại xin phép không chốt đơn hàng thành công cho em nhé. Rồi ok, chị Phạm Thanh Huyền có đơn cho em này, Thảo Mít có đơn cho em nhé, Hana Nguyễn có đơn. Chị ơi, hàng này cho em là hàng tặng không bán nhá chị nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ sang tất cả các sản phẩm bên mình này, em sẽ giới thiệu đến các chị từng dòng sản phẩm của bên em. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay em đưa đến cho các chị đó chính là một em sản phẩm cao cấp bên em này. Hôm nay thì em sẽ xả toàn bộ mã ốp nhà em để mà làm gì ạ? Tri ân nhân ngày 8 tháng 3 tặng kèm sản phẩm vòng tay cao cấp của bên em. Đó, một mẫu đầu tiên em đưa đến cho các chị đó chính là một mã hoa cúc cao cấp của bên em. Chị nào yêu thích mã sản phẩm này các chị chốt ngay cho em là B8 kèm số điện thoại. Sản phẩm này cho em các chị có thể chú ý cho em này, phần nưng bên em 100% là làm bằng gì đây ạ? Mặt này cho em là làm bằng kính cường lực cao cấp phủ nano, cực kỳ tốt cho em luôn, chống xước chống bụi này, đó cầm rất là chắc tay luôn. Và có một điều vô cùng đặc biệt đó chính là sản phẩm này cho em nhá là chống xước chống vỡ cực kỳ tốt cho em luôn đó. Và điều thứ hai em đem đến cho các chị đó chính là một điều mà chỉ có một mình ốp nhà em có thôi, đó chính là tất cả các cái phần viền của bên em này, đó 4 viền 4 phía luôn, 100% là làm được cao su cao cấp của bên em này, đấy nhựa cao cấp bên em nhá, nhựa dẻo cao cấp này. Và tất cả này từ ổ sạc này đến phần cam cho em, tất cả các cái thiết bị ở trên phần ốp nhà em đều được thiết kế vô cùng tinh tế cho em luôn. Trên thị trường đang bán cái mã ốp nhà em đang cầm đấy ạ, với giá từ 199.000 đồng đến 250.000 đồng một ốp. Nhưng trong cái livestream này ngày hôm nay em sẽ xả cho mọi người với giá là bao nhiêu đây? 139.000 đồng tri ân tặng cho các chị này trong live này của em. Và em chỉ tặng cho 50 chị đầu tiên khi mà mua sản phẩm ốp nhà em sẽ tặng kèm cho các chị, đó chính là một chiếc vòng vàng cao cấp của bên em đó, phủ vàng cực kỳ xịn sò như thế này của nhà em này. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, đúng hàng đúng mẫu đúng mã như em like để các chị nhận hàng, không đúng hàng đúng mẫu đúng mã như em like các chị cứ hoàn hàng về cho bên em nhé. Có ship Bình Dương chị ơi, phí ship toàn quốc nhà em là đồng giá 30.000 đồng cho em nhé. Có Xiaomi luôn chị ơi, hôm nay này các chị nhớ cho em nhé, tất cả các sản phẩm và dòng như em đang cầm trên tay đây ạ, các chị chỉ cần comment cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại cho em là sẽ được lên đơn hàng thành công. Bởi vì là tất cả các cái mã, ví dụ như là cái mã B8 em đang cầm trên tay, một em hoa hướng dương với nền đen cao cấp và sang chảnh như thế này. Đó, đây là một cái mã iPhone 11, nhưng mà các chị có thể chú ý cho em là đây chỉ là một cái mã tượng trưng, một dòng sản phẩm tượng trưng thôi. Khi mà các chị để lại cho em đúng cú pháp yêu thích cái mã hướng dương như thế này thì các chị để lại cho em đúng cú pháp là B8 kèm số điện thoại. B8 kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Sau đó nhà em sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình và nhà em ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho tất cả các anh các chị. Bên cạnh đó này, sau khi nhà em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn thì các chị chỉ cần thông báo là ví dụ như là
Chị đang dùng iPhone 8 này hay là chị đang dùng iPhone 6 thì nhà em, hoặc là đang dùng Xiaomi hay iPhone thì nhà em sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình. Ví dụ như là dòng sản phẩm này các chị đang dùng đó chính là một em iPhone 6 thì các chị có thể comment lên cho em là B8 kèm số điện thoại. Sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Bên mình chỉ cần thông báo là mã dòng sản phẩm điện thoại của chị đang dùng là iPhone 6 thì nhà em sẽ gửi một mã sản phẩm y hệt với một em hoa hướng dương nền đen như thế này. Đó, nhưng mà là dòng của mã iPhone 6 cho em nhá. Đúng rồi chị ơi, hôm nay nhà em tri ân với giá chỉ có 139.000 đồng thôi nhá. Lên cho em con này là B8 kèm số điện thoại và một sản phẩm và một điều mà phải gọi là vô cùng đặc biệt hôm nay chỉ có trong livestream này của nhà em. Đó chính là sản phẩm ốp điện thoại cao cấp của bên em sẽ thiết kế cho mọi người, đó chính là hai lỗ như thế này. Đó, hai lỗ thoáng như thế này để mà mình có thể xỏ dây cũng như là một số hình ảnh của mình ấy, đó làm trang trí cho giấy yêu của mình rất là xinh luôn, đúng không ạ? Như hồi trước ấy, em hay dùng điện thoại và em muốn in những cái hình ảnh của mình ra và để làm móc khóa điện thoại, nhưng mà thực sự ra là em đang dùng iPhone 8 như này này, đó mọi người có thể chú ý, nhưng mà em không có một cái chỗ nào để có thể móc cái những cái hình ảnh đó vào. Nhưng hôm nay đó, sau một thời gian tìm hiểu thì em đã tìm thấy một dòng ốp điện thoại cao cấp của bên em, và hôm nay em lên đây để tri ân cũng như là chia sẻ đến cho các chị. Đây ạ, mọi người có thể nhìn kỹ không ạ? Đó, sẽ có hai lỗ như thế này để mọi người có thể này trang trí cho giấy yêu của mình đẹp hơn và sinh động hơn nhá. Rồi ok luôn, chị Lan Nguyễn có đơn, chị ơi cái này cho em có Xiaomi nhá chị nhá. Ok, Tùng Nguyễn có đơn cho em này, Thảo Bùi có đơn cho em ạ. À đúng rồi chị ơi, phí ship toàn quốc nhà em là 20.000 đồng nhá. À 30.000 đồng cho em nhá. Phí ship toàn quốc nhà em là 30.000 đồng một đơn. Và hôm nay đặc biệt sale cho tất cả các anh các chị, khi mà mua 2 ốp trở lên, nhà em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc đến tận nhà tận giường tất cả các anh các chị nhá. Đúng rồi ạ, cứ mua một ốp ngày hôm nay là nhà em sẽ tặng kèm cho mọi người, đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của bên em, đó phủ vàng cực kỳ xịn sò cho em như thế này. Đó, bên mặt trên cho em là được phủ đá nhá mọi người nhá. Đó, cái mã sản phẩm này chỉ tặng không bán, áp dụng cho tất cả các anh chị nào 50 người đầu tiên comment nhanh nhất cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại là nhà em khi mà mọi người nhận hàng sẽ được tặng kèm theo, đó chính là một chiếc vòng vàng cao cấp của bên em. Cái mã vòng vàng cao cấp này thì em chỉ xả để tri ân cũng như để tặng quà mọi người trong dịp ngày mùng 8 tháng 3 này. Nhanh tay comment lên cho em nha. Yêu thích mã B8 chốt cho em B8 kèm số điện thoại. Đúng rồi chị ơi, cái B8 này ạ. Cái B8 này cho em nhá thì đang có giá là 139.000 đồng. Giá cũ của em đang bán là 199.000. Áp dụng cho chị nào đang xem livestream của em, chia sẻ bài viết lên trang cá nhân cũng như ở nhóm cho em nhá. Thiều Tùng có đơn cho em rồi ạ. Bá Linh có đơn cho em nhá. Thanh Thanh có đơn cho em này. Chị Thu Thủy ơi, để lại cho em xin số điện thoại nha. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn đâu, bởi vì cái sản phẩm này bên em xin thông báo với các chị là chỉ có duy nhất ở trên live thôi. Sau khi kết thúc cái livestream này thì nhà em sẽ dừng lại cuộc tri ân nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3. Giá sẽ về với giá ban đầu là 199.000 và không kèm quà tặng, đó chính là một chiếc vòng vàng cao cấp như thế này. Đó, được không ạ? À? Hôm nay là một dịp tri ân vô cùng lớn của nhà em. Nên chị nào mà đang xem live của em thì mọi người nhanh tay comment lên cho em nha. Một em B8, một em hướng dương này với họa tiết hướng dương cao cấp cho em luôn. Cái này cho em nhá chị nhá, là làm bằng kính cường lực phủ nano, cực kỳ thích luôn, chống nước chống xước cực kỳ tốt cho các chị này. Đấy, chống chảy xước và bảo vệ máy rất là tốt cho các chị nha. Và các chị có thể chú ý cho em nhá, những cái viền máy thiết kế bên em ấy ạ là đều cách với cả mặt kính cường lực là 0,2 mm, để mà làm gì ạ? Để có chống xước và chống va đập cực kỳ tốt cho giấy yêu của mình luôn. Chị nào yêu thích mã B8 chốt ngay cho em B8 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Nó cắn tiền chưa anh? Rồi ok, tiếp tục nha mọi người ơi. Ai đang xem like của em thì mọi người nhanh tay nào, comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại cho em. Chị Thu Thủy ơi, có nha, nhà em có xỉ, chỉ cần chị để lại cho em xin số điện thoại thôi. Sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Chị sẽ báo là em mà chị muốn lấy xỉ thì nhà em sẽ báo giá xỉ cực tốt cho nhà mình luôn nhá chị nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua cho chị một cái mã siêu phẩm mà cực kỳ em cực kỳ thích luôn. Các chị phải hiểu là năm 2020 này thì cái mã dòng hoa cúc ở bên em ý ạ là một cái mã sản
sản phẩm mà đang được bán vô cùng chạy luôn, nên hôm nay em mang đến cho các chị toàn là mẫu hit hot nhất 2020 này luôn nha các chị nha. Rồi tiếp tục em đưa cho các chị này một mã B2 cực kỳ cao cấp. Cái mã B2 này nhé em nhé, thì sẽ có gì đây ạ? Sẽ đều là phủ nano cao cấp cho các chị này. Và cái này đều là 100% là làm bằng kính cường lực nhá, chống xước cực kỳ tốt cho các chị luôn. Đấy, chống va đập cực kỳ tốt. Và có, chị ơi cái này của em có iPhone 6 nhá. Có Mi 5 luôn. Có bộ. Trời ơi các chị ơi, không cần phải hỏi em là có dòng máy của chị không, chị đang dùng máy này thì em có không. Bởi vì là em đang nhìn thấy tất cả các comment của các chị nhưng em không thể đọc được hết comment của các chị đâu. Chỉ cần tất cả các chị canh vào like của em và comment lên cho em đúng cú pháp thích em hoa hướng dương ba hoa này cho em. Đó thì comment ngay cho em là B2 kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình sản phẩm này. Và các chị chỉ cần thông báo rằng là dòng máy mà mình đang sử dụng. Sau đấy các chị sẽ nhận được lại một chiếc ốp vừa duyên này, thiết kế đa dạng và phù hợp với chiếc máy và dòng máy mình đang sử dụng cho em nhá. Comment lên cho em nào, B2 kèm số điện thoại. Trời ơi, cái con B2 này cực kỳ xịn sò luôn. Hiện tại nhá, cái mã B2 này là đang một cái mã mà hiện tại cửa hàng em đang cháy luôn, không có để bán sỉ cho khách luôn ý ạ. Bây giờ em chỉ mang ra để bán lẻ tri ân cho khách hàng thôi. Nên anh chị nào mà đang xem like của em sẽ ưu tiên chốt trước. Có chị ơi, vẫn được tặng nha. 50 chị đầu tiên vẫn sẽ khi mua ốp nhà em vẫn đều được tặng một chiếc vòng vàng phủ vàng cao cấp của bên em như thế này. Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã, đúng sản phẩm như em like thì các chị nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, các chị cứ hoàn hàng về cho bên em nhá. Rồi ok, tiếp tục comment lên cho em nào. B2 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. B2 kèm số điện thoại cho cái sản phẩm này của em nhá, là một sản phẩm vô cùng đẹp luôn. Và em cam kết cho mọi người là chỉ có một mình nhà em có. Bởi vì chưa bao giờ em dám lên like một sản phẩm nào đẹp như thế này đúng không ạ. Rồi nhanh tay comment lên cho em đúng cú pháp nào. Comment lên cho em là trời ơi hàng này đẹp lắm luôn ý. Comment lên cho em đi các chị ơi. Comment lên cho em nha. Yêu thích cái mã B2, chốt ngay cho em B2 kèm số điện thoại. B2 kèm số điện thoại một em hoa cúc nền đen cao cấp của bên em này. Chị ơi cái này có nhá, có cái chỗ để cài móc khóa nhà mình luôn. Đây ạ, các chị có thể nhìn rõ không? Em để gần zoom gần lại cho các chị có thể chú ý cho em nhá. Tất cả các cái mã sản phẩm nhà em đều có luôn. Nên ai đang xem like của em thì mọi người comment lên cho em đúng cú pháp B2 kèm số điện thoại. Em tiếp tục lên cho các chị một cái mã siêu phẩm cực kỳ hit hot của nhà em luôn. Mà các chị không nhanh xin phép là không có đơn hàng thành công đâu. Bởi vì trời ơi em nói thật với các chị, chưa bao giờ mà em dám xả cái mã này với giá nó rẻ như bây giờ đâu. Có ai đang xem like không ạ? Ai đang xem like của em thì chấm bài cho em nhá. Em biết em có nhìn thấy chị ơi, nhưng mà cái sản phẩm này nhé em ý, không bán sỉ trên like đâu. Nếu mà chị muốn báo giá sỉ thì chị có thể inbox cho em nhé. Sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Và nhà em sẽ có hệ thống tự động lên đơn khi mà các chị để lại cho em xin số điện thoại cho em nào. Rồi ok luôn, Hồng Bùi để lại cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Có ship Thái Bình chị ơi, Cà Mau có luôn chị ơi. Nhà em phí ship toàn quốc là đồng giá 30.000 đồng cho em. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì các anh các chị nhận. Còn không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, các chị cứ hoàn hàng về cho bên em nha. Rồi ok, chị nào yêu thích một em mã hoa hồng cao cấp của bên em này. Trời ơi, các chị có thể nhìn thấy cái mã hoa hồng này không ạ? Đây em để gần nhá. Các chị chú ý cho em này, một em hoa hồng cao cấp luôn. Đấy, đều là phần cho em là kính cường lực cao cấp. Đấy, phủ nano cực kỳ xịn sò cho em như thế này. Mà với giá chỉ có 139.000 đồng thôi, 139k thôi nha. Giá từ 199.000 đồng em xin xả tất cả các chị trên like với giá là 199k. Yêu thích cái mã này chốt cho em B5 kèm số điện thoại. Tất cả các cái sản phẩm này cho em nhá. Các chị chú ý cho em là đều có đầy đủ đa dạng tất cả các cái mẫu mã sản phẩm luôn. Đấy, ví dụ như máy của chị là đang dùng iPhone 6 này, hoặc là Apple này, đó A13 này, A17 gì đó là đều có hết. Chỉ cần các chị để lại cho em đúng cú pháp yêu thích một em hoa hồng đen cao cấp như thế này thì các chị để lại cho em đúng cú pháp là B5 kèm số điện thoại cho em là sẽ được lên đơn hàng thành công. Nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình cũng như là gì đấy ạ, lên mã để gửi hàng cho mình nha các chị nha. Yêu thích cái mã B5 này chốt ngay cho em là B5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công.
công quá đẹp luôn. Em nói thật luôn, cái mã này cho em nhá là em cực kỳ thích luôn. Và tất cả các cái mã nhà em đều chống xước, chống nước, càng cực kỳ tốt cho em như này, đúng không ạ? Trời ơi, quá đẹp luôn. Comment lên cho em nào. B5 kèm số điện thoại để được lên ngân hàng thành công cho em nhá. B5 kèm số điện thoại chỉ với giá 139.000 đồng. Tặng kèm theo đó chính là một chiếc vòng tay cao cấp của bên em như thế này. Một chiếc vòng tay mạ vàng, một đôi sản phẩm như thế này mà chỉ với giá 139.000 đồng. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Em nói thật với mọi người luôn, chưa bao giờ em dám xả sản phẩm nào rẻ như ngày hôm nay. Nhưng mà tri ân cho tất cả các anh các chị, nhân ngày mùng 8 tháng 3 lên là nhà em sẽ xả cho các chị. Ví dụ như là chị yêu thích cái mã B5 này thì comment lên cho em B5 kèm số điện thoại, là khi mà các chị mua sản phẩm bên em sẽ được tặng kèm đó chính là một chiếc vòng vàng cao cấp, vòng mạ vàng cao cấp nhà em như thế này nha. Rồi comment lên cho em đúng cú pháp là gì đấy ạ? B5 kèm số điện thoại, thích một em hoa hồng xinh xắn như thế này. Các anh các chị lên cho em là B5 kèm số điện thoại, B5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. Rồi ok, Quyên Trần có đơn cho em, là Thu Thảo có đơn cho em nhá, Phương Hà có đơn cho em luôn. Chị ơi, không cần phải hỏi em là có nhìn thấy chị không, mà em nhìn thấy chị rồi. Tất cả các chị đang xem like của em đều nhìn thấy các chị hết. Nhưng em không thể đọc được hết đơn của các chị đâu. Chỉ cần tất cả các chị có đơn hàng thành công, chỉ cần comment cho em đúng cú pháp, mã sản phẩm kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình, cũng như là sẽ có hệ thống tự động lên đơn cho mình nhá chị nha. Rồi ok, yêu thích mã này chốt cho em B5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. B5 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Rồi em tiếp tục lên cho các chị một siêu phẩm tiếp theo. Trời ơi, quá đẹp luôn đúng không ạ? Mã này các chị lên cho em là một siêu phẩm tiếp theo luôn. Một siêu phẩm gọi là quá là hit hot luôn và cực chất luôn các chị ơi. Lên cho em mã này là A3 kèm số điện thoại. A3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. A3 kèm số điện thoại. Trời ơi, cái siêu phẩm này em nói thật cho mọi người luôn là chưa bao giờ em dám xả luôn. Hôm nay em đưa đến cho các anh các chị là một mã siêu phẩm vô cùng tốt luôn ý ạ. Chốt cho em A3 kèm số điện thoại. Trời ơi, đẹp ngất ngây luôn. Rồi ai yêu thích mã này thì chốt ngay cho em nhé. A3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Tất cả các cái mã dòng sản phẩm nhà em ý ạ, thì từ Samsung, Oppo và iPhone, tất cả mọi người dùng hãng và sản phẩm nào thì chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Yêu thích cái mã A3 này, nhưng những cái mã như em đang cầm đấy ạ là chỉ là sản phẩm tượng trưng thôi. Sau khi mà nhà em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình thì các chị chỉ cần báo là dòng sản phẩm hiện tại giấy yêu của mình đang sử dụng là các chị sẽ có ngay một chiếc ốp phù hợp với dòng sản phẩm của mình đang dùng, một chiếc ốp vô cùng xinh xắn phủ nano cao cấp của bên em như thế này nhá chị nha. Bên em đều là kính cường lực phủ nano cao cấp của bên em. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Phí ship toàn quốc đồng giá 30.000 đồng toàn quốc. Khi mà mọi người mua từ 2 sản phẩm trở lên, nhà em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc tận nhà tận giường tất cả các anh các chị đang xem nha. Rồi chốt ngay cho em nào. A3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công, một em bướm kết hợp với hoa cực kỳ xịn sò cho em luôn. Gam màu đỏ kết hợp với gam màu đen, một siêu phẩm vô cùng hit hot năm 2020 này luôn. Và cái mã sản phẩm này thì hiện tại em chỉ còn có 20 chiếc thôi. Nên anh chị nào mà lấy mã này chốt ngay cho em A3 kèm số điện thoại cho em nhá. A3 kèm số điện thoại đầy đủ chị ơi. Cái này cho em là đầy đủ mã luôn và tất cả các cái mẫu luôn nhá chị nhá. Ví dụ như là chị đang dùng iPhone 6 này hay là dùng Mi bao nhiêu đó, hoặc là dùng Oppo hay là Samsung bao nhiêu đó, thì các chị chỉ cần comment lên cho em thôi là A3 kèm số điện thoại, sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Đó, và xin cái mã mà sản phẩm mà mình đang dùng nhá chị nha. Chốt cho em nào, A3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Rồi, tiếp tục lên một siêu phẩm tiếp theo. Trời ơi, tiếp tục lại là một siêu phẩm mà nhà em đang cháy hàng luôn mọi người. Chốt cho em con này là C3 kèm số điện thoại cho em nha. C3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. Tất cả các cái mã sản phẩm nhà em nhá, thì khi mà mọi người mua ấy sẽ đều được tặng kèm một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của nhà em như thế này. Đó, đẹp không ạ? Đây em sẽ lấy cho mọi người xem.
Đây, chiếc vòng nhà em đây, mọi người có thể nhìn cận cảnh cho em nhá. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Và tri ân cho mọi người chỉ trong cái livestream này của em ngày hôm nay thôi. Khi mà mọi người kết thúc live thì nhà em sẽ không bao giờ có giá tặng này nữa. Từ 199.000 đồng, hôm nay ở trên live em xin xả cho mọi người với giá chỉ có 139.000 đồng một chiếc. 139.000 đồng một chiếc, nhận hàng kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán cho em này. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì các anh các chị nhận hàng. Còn không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì mọi người cứ hoàn hàng về cho em nhá. Chị Kim Xuyến ơi, để lại cho em xin số điện thoại đi, không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn đâu. Bởi vì hệ thống bên em là đang có rất là nhiều đơn luôn, cũng như là gì đây ạ? Rất là nhiều chị đang comment, em có thể đọc được hết comment của các chị. Chỉ cần các chị thích cái mã nào comment lên cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không cần em đọc tên, bởi vì hiện tại là nhà em đang live rất là nhiều máy sẽ có hệ thống tự động lên đơn cho mình. Sau đấy ngày mai nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho tất cả các anh các chị nha. Yêu thích mã C1 này comment lên cho em C1 kèm số điện thoại, lại là một phiên bản hoa cốc vô cùng xịn sò của em luôn. Lên cho em C1 kèm số điện thoại. Chị ơi, cái này cho em là kính cường lực phủ nano nhá. Chống xước, chống nước, chống bụi bẩn cực kỳ tốt cho em này, chống chảy xước luôn nhá. Còn các cái viền cho em 100% là làm bằng nhựa dẻo cực kỳ xịn sò cho em. Đấy, chống xước cực kỳ tốt. Và cái phần mà viền ốp nhà em ấy ạ, là đều thiết kế cao hơn so với mặt điện thoại của mình. Đó, là 0,2mm để chống gì đấy ạ, chống va đập cực kỳ tốt cho các chị nha. Rồi yêu thích cái mã sản phẩm này lên cho em C1 kèm số điện thoại cho em nào. C1 kèm số điện thoại, chị ơi có được tặng, chị ơi có được tặng luôn. Khi mà các chị mua hàng ốp, sản phẩm ốp nhà em thì sẽ đều được tặng một chiếc vòng cao cấp như thế này. Đây là các chị yêu thích cái mã nào cứ comment lên cho em đúng cú pháp, là mã sản phẩm kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Nhưng các chị ơi nhớ cho em một điều là em chỉ tặng áp dụng trên live thôi, và chị nào chia sẻ bài viết thì mới được mua với giá này cho em nhá. Rồi tiếp tục lên cho em nào, C2 kèm số điện thoại, trời ơi một em hoa cao cấp của bên em nhá. Một em hoa hồng tiếp tục cao cấp của bên em luôn. Chị nào yêu thích mã này chốt cho em là gì đấy ạ? C2 kèm số điện thoại. C2 kèm số điện thoại, trời ơi cái siêu phẩm này quá là đẹp luôn đấy các chị. Chốt em nha, C2 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em này. C2 kèm số điện thoại cho em từ 199.000 đồng. Em xin xả tất cả các chị ở trên live luôn với giá 139k. Tri ân cho các chị nhân dịp ngày 8 tháng 3 chốt cho em C2 kèm số điện thoại cho em này. Có iPhone 6 chị ơi? Có 8 Bluetooth không em? Có chị nha, có 8 Bluetooth luôn. Có ship toàn quốc, phí ship toàn quốc nhà em đồng giá 30.000 đồng cho em này. Khi mà các chị mua từ 2 chiếc trở lên để mua cặp hay mua đôi thì các chị sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc cho em tận nhà tận giường cho em này. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì các anh các chị nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho bên em nhá. Rồi ok, yêu thích cái mã hoa hồng này chốt cho em C2 kèm số điện thoại. C2 kèm số điện thoại quá đẹp luôn. Tiếp tục lên cho các chị một mã tiếp theo. Rồi ok, lại là một mã hoa cúc siêu phẩm, nhưng mà riêng về cái mã này cho em nhá, phối màu cực kỳ đẹp luôn. Màu bên em đều là được in từ gì đây ạ? In ngược cao cấp, quá là xịn sò luôn. Chốt cho em nhá chị nha. Yêu thích cái mã này thì comment nhanh tay lên cho em thì để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Đây mọi người có thể chú ý cho em này. Đấy, quá đẹp luôn. Được sử dụng là chất in ngược cực kỳ cao cấp luôn. Nên anh chị nào mà xem cái mã sản phẩm này của em thì chỉ cần comment cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Yêu thích cái mã hoa hướng dương cao cấp này lên cho em là A6 kèm số điện thoại. A6 kèm số điện thoại cho em nhá, chuẩn form luôn, ôm máy cực kỳ luôn cho các chị. Nên là mọi người đang xem like của em thì chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại, yêu thích mã A6, chốt em A6 kèm số điện thoại cho em này. Đấy, quá đẹp luôn đúng không? Nhanh tay comment lên cho em nào, A6 kèm số điện thoại để cho em được lên đơn hàng thành công. Mã này cho em nhá thì chỉ chốt ở trên live thôi. Chị Trần Huyền ơi, để lại cho em xin số điện thoại cho em này. Nguyễn Hữu Cường, để lại cho em xin số điện thoại. Anh ơi có số điện thoại nhà em mới chốt nha, không có số điện thoại bên em không chốt đâu. Bởi vì hiện tại là em đang live mà rất là nhiều máy như này, em không thể đọc được hết like của các chị. Chỉ cần tất cả các anh các chị nào mà đang xem live của em comment lên cho em đúng cú pháp là sẽ được lên đơn hàng thành công. Comment lên khẩn trương chốt cho em con này đi ạ. Ai lấy mã này chốt cho em nha. Lên cho em đúng cú pháp là
A6 kèm số điện thoại, A6 kèm số điện thoại để được lên ngân hàng thành công cho em này. Chị Huyền ơi, để lại cho em xin số điện thoại cho em nhé. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đâu. Ai yêu thích cái mã này chốt cho em là A6 kèm số điện thoại cho em này. Em qua mẫu liên tục luôn. Bởi vì chị nào mà không nhanh là sẽ không có đơn hàng thành công. Bởi vì là số lượng hàng tặng hôm nay em chỉ tặng duy nhất 100 chị nào nhanh tay nhất thôi. Chị nào mà đặt hàng nhanh nhất thì mới được tặng kèm một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này. Còn nếu mà không nhanh tay thì em xin phép là không có đơn hàng thành công cho em đâu nhá. Các chị có thể chú ý cho em này. Sản phẩm tặng bên em là đều được mạ cao cấp như thế này. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì các chị nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho bên em nhá. Rồi ok, yêu thích mã này chốt cho em A6 kèm số điện thoại cho em này. Viền cho em 100% là viền dẻo cao cấp bên em nhá. Viền dẻo cao cấp này ôm trọn, ôm form vuông luôn. Đấy, ôm chỗ chuẩn form của máy của mình luôn. Khi mà mọi người mua hàng em này thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình ở nhà sử dụng mã điện thoại nào thì mình có thể đặt ngay cho em mã điện thoại đó là sẽ được lên đơn hàng thành công. Rồi tiếp tục lên cho các chị, lên cho em con này là C5 kèm số điện thoại. C5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Cái mã C5 này thì tượng trưng như cái mã em đang cầm là đó chính là một con iPhone 11. Nhưng mà các chị ơi, có thể chú ý cho em là khi mà các chị nhận hàng ấy các chị có thể sử dụng đó chính là một em Samsung hay là một em Oppo thì với kiểu dáng như thế này thì nhà em sẽ tạo ra một cái mã ốp y hệt như thế này nhưng phù hợp với dòng sản phẩm của mọi người. Nên là mọi người không cần phải lo là có vừa không. Hay là chị ơi cho mình xem cái iPhone 6 đi, ở trong này cái mã này thì có iPhone 6 không? Tất cả đều có nha. Mẫu mã đa dạng và phù hợp với mọi loại máy của mọi người luôn. Chốt cho em con này là C5 kèm số điện thoại cho em này. C5 kèm số điện thoại nhé. Em còn 10 chiếc, chốt cho 10 chị nào nhanh tay nhất. Chốt cho em C5 kèm số điện thoại nè. Tiếp tục cho em nha. Trời ơi các chị ơi, một siêu phẩm quá là đẹp luôn đúng không ạ? Một con A9 mà bao nhiêu người khao khát. Từ 200.000 đồng em sale cho các chị ở trên live với giá 139.000 đồng mà lại được tặng kèm quà cho các chị. Trời ơi, chưa bao giờ nhà em có cái giá này cho các chị nha. Chưa bao giờ có cái giá này luôn. Chốt ngay cho em con này A9 kèm số điện thoại cho em. Có iPhone 8 luôn chị ơi, 8 lớp có luôn nhá. Chốt cho em con này là A9 kèm số điện thoại. Ok cho chị Trần Hường có đơn chị ơi, cho mình hai mã A9, một iPhone 6, một iPhone 8 Plus có luôn chị ơi. Rồi mình nhận hàng hôm qua rồi, hàng đẹp lắm, cho mình đặt thêm một mã B1 nữa. Ok có đơn chị ơi, nhưng mà ở trong live này của em nhá, các chị phải có số điện thoại cho em. Nếu mà chị thích lấy thêm một mã B1 thì chị phải để lại cho em xin số điện thoại. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn đâu, bởi vì hiện tại là em đang live bằng rất là nhiều máy luôn. Các chị mà không nhanh là không có đơn hàng thành công đâu, chốt cho em con này A9 kèm số điện thoại. Rồi ok, tiếp tục lên cho các chị một mã, trời ơi lại là một em hoa hồng siêu cấp mà em thích bấy lâu nay luôn. Em là đang sử dụng 8 lớp nhưng mà tất cả các cái dòng sản phẩm ốp bên em đều lấy mỗi chiếc một cái. Riêng về mã hoa hồng này bởi vì em quá thích luôn. Riêng cái mã in ngược hàng cao cấp của bên em, đấy dùng công nghệ in ngược nhà em nhó, là nó quá đẹp luôn các chị. Các chị nhìn lên hình thật đúng không ạ? Nhìn lên hình có đẹp không ạ? Lên ngay cho em con này B3 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cái Phương Trinh chị hai cái B3 nhé. Trời ơi 4 ngày nữa nhận được không em? Có chị ơi, 4 ngày nữa là chị sẽ nhận được hàng cho em nhá. Cho chị hai cái iPhone 6 mã B3 này nhé. Ok chị luôn. Nhưng chị ơi, chị Thảo ơi, phải để lại cho em xin số điện thoại nhá. Không có số điện thoại là em không chốt đơn đâu. Bởi vì hiện tại là nhà em đang live bằng rất là nhiều máy ấy, em không thể đọc được hết đơn của các chị. Nên các chị nào yêu thích cái mã nào thì comment lên cho em mã đấy là được. Chốt cho em con này B3 kèm số điện thoại. Tiếp tục A5 kèm số điện thoại, một em siêu phẩm hoa hướng dương cao cấp. Nền cho em là nền vàng vô cùng xịn sò cho em như thế này. Đeo lên nhá, đeo lên giấy yêu của mình cực kỳ sang luôn các chị ạ. Chốt ngay cho em con này là A5 kèm số điện thoại cho em này. A5 kèm số điện thoại cho em để được lên ngân hàng thành công cho em nhá. A5 kèm số điện thoại cho em. Hiện tại cái mã này nhà em thì sẽ có đầy đủ size, đầy đủ kích cỡ mẫu cho tất cả các chị nào đang xem live của em. A5 kèm số điện thoại cho em, đầy đủ dòng sản phẩm iPhone 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 78 10, 11 đó. Và Samsung, Oppo đầy đủ luôn. Ai yêu thích mã A5 này chốt cho em mã A5 kèm số điện thoại cho em này. Tất cả các mã sản phẩm bên em nhé, các chị có thể chú ý cho em này. Mặt nước đằng sau là 100% là phủ bằng cái kiểu như là cái kính cường lực ấy, kính cường lực phủ nano cao cấp của bên em. Đó, bên trong thì sẽ được như thế này.
Đó, thiết kế như này để chống bụi, chống xước cực kỳ tốt cho các chị, chống bụi bám cực kỳ tốt luôn. Các chị yêu thích cái mã này chốt ngay cho em A5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. A5 kèm số điện thoại, không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn cho em này. Dũng Nguyên ơi, để lại cho em xin số điện thoại cho em nhé. Rồi ok anh Đức Cảnh ơi, ok chốt cho anh luôn. Nếu mà anh lấy sỉ thì anh inbox cho em nhé. Inbox cho bếp thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình, hoặc là anh có thể để lại số điện thoại, sau đấy nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình nhé. Chốt cho em con này A5 kèm số điện thoại cho em này. Rồi tiếp tục lên cho các chị luôn. Rồi lại là một con hoa cúc cực kỳ xịn sò. Chị nào mà mới vào like của em thì bây giờ em xin giới thiệu lại một chút cho các chị nhá. Mặt nâng sản phẩm ốp của bên em đó chính là làm bằng kính cường lực phủ nano cao cấp cho em như thế này. Đấy, chống xước này, chống xước này, chống cả chống bụi cực kỳ tốt cho em luôn nhá. Và cầm tay rất là thích luôn, rất là vừa vặn. Và bên cạnh nó là không bao giờ gây cản sóng cho các chị. Đấy, phần viền ốp thì cho em là 100% là phần dẻo. Đấy, thiết kế dẻo nên là gì đây ạ? Ôm sát máy này, không bao giờ dễ rơi luôn, cũng không bao giờ bị nỏng và tháo ra tháo vào máy rất là dễ, không bao giờ sợ xây xước máy khi mà mình tháo ra đâu. Đó, các chị có thể chú ý cho em này. Còn một điều mà em lên nhắc cho các chị nhớ và các chị cần biết ở trong cái mã sản phẩm này của nhà em, đó chính là sản phẩm của nhà em đều có thiết kế hai lỗ như thế này để mọi người có thể trang trí cũng như là thay đổi diện mạo cũng như là trang điểm cho giấy yêu của mình thật là xinh xắn và lộng lẫy hơn, đúng không ạ? Rồi ok, yêu thích mã này chốt cho em C3 kèm số điện thoại cho em nào. C3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Rồi ok cho em ạ, chị Trần Linh có đơn rồi chị ơi, cho chị 3 chiếc có miễn phí ship không? Có nhá, 3 chiếc miễn phí ship chị ơi. Yêu thích cái mã nào comment nhanh cho em, bởi vì nhà em sẽ chỉ xả ở trên like thôi. Sau khi kết thúc like thì nhà em sẽ quay về với giá ban đầu là 199k và không được tặng kèm quà tặng là một chiếc vòng vàng cao cấp như thế này đâu. Nên là các chị ơi, nhanh tay vào like với em. Yêu thích mã nào thì comment lên cho em, mã kèm số điện thoại cho em. Cái mã mà tay em đang cầm thì là mã B9 nhá chị ơi. Thích cái mã này thì comment lên cho em là B9 kèm số điện thoại cho em. Nhưng từ từ này, em xin nhắc lại với các chị, tất cả các cái mã sản phẩm của nhà em này, phí ship toàn quốc là sẽ đồng giá 30.000 đồng. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì các chị nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho em nhé. Đó, từ 200.000 đồng, sale ở 139k. 139k một chiếc ốp kính phủ kính cường lực cao cấp như thế này. Đó, phủ nano vô cùng xịn sò với công nghệ in ngược vô cùng đẹp như thế này. Với lại còn được tặng một chiếc vòng mạ vàng như thế này. Đẹp không ạ? Quá là xịn sò luôn. Mà với giá 139.000 đồng, mua 2 chiếc loại còn được miễn phí ship tận nhà, đúng không ạ? Chưa bao giờ có cái áp dụng ưu đãi nào tốt bằng nhà em. Nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3 sắp đến, nhà em tri ân đến cho tất cả mọi người. Yêu thích mã này comment cho em B9 kèm số điện thoại chốt 5 người. B9 kèm số điện thoại qua mẫu nhanh luôn. Em nói thật là em qua mẫu rất là nhanh, bởi vì số lượng hàng bên em có rất là ít. Em chỉ chốt cho tất cả các anh các chị nào ở trong live và comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại cho em thôi ạ. Trần Xuyên có đơn cho em này, Bích Thảo có đơn cho em nhá, Đỗ Hiếu có đơn cho em này, Uyên Ruby có đơn cho em nhá. Rồi mình nhận được hàng rồi, cho mình thêm sỉ được không? Có được chị ơi. Em nói rồi, rất là nhiều chị đã mua hàng nhà em nhưng mà đã quay trở lại để muốn buôn sỉ, bởi vì cái giá nhà em đưa ra giá sỉ quá là rẻ luôn, đúng không ạ? Rồi ok, tiếp tục cho em luôn. Yêu thích cái mã này chốt cho em C6 kèm số điện thoại cho em này. C6 kèm số điện thoại, dòng này cho em thì có đầy đủ tất cả các mã luôn. Yêu thích mã này chốt cho em C6 kèm số điện thoại cho em này. Ok, tiếp tục em chốt nhà, em chốt nhà. Nhã Uyên có một C6 cho em này, Bùi Thảo có C6 cho em nhá, Mít Tây có C6 cho em này, Đức Cảnh có C6 rồi anh ơi, cho anh một thêm một chiếc C6 nhé. Ok anh luôn, mua 2 chiếc này em sẽ miễn phí ship giao hàng cho anh nhá. Rồi ok, Hữu Cường có đơn rồi ạ. Rồi anh ơi, không cần phải hỏi em là có nhìn thấy em không, em nhìn thấy tất cả mọi người đang xem live của em luôn. Chỉ cần tất cả các anh các chị vào live với em này và comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không cần em gọi tên đâu, bởi vì hiện tại là em đang live bằng rất là nhiều máy nhá. Mọi người chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại thôi là sẽ được lên đơn hàng thành công. Comment ngay cho em đúng cú pháp nào, C6 kèm số điện thoại cho em này, C6 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Cái mã sản phẩm C6 này nhà em này, thì khi mà mọi người mua sản phẩm ốp nhà em sẽ đều được tặng kèm, đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của nhà em như thế này. Đó, có đính đá lên trên nhá. Đây,
Bố nhìn thấy không ạ? Có đính đá trên như này. Một chiếc ốp 200.000 đồng, hôm nay sale 139k. Bình thường không tặng kèm, hôm nay tặng kèm một chiếc vòng cao cấp, mạ vàng cao cấp như thế này. Còn khi mua hai chiếc còn được miễn phí giao hàng toàn quốc. Còn gì rẻ bằng, còn gì đẹp bằng, đúng không ạ? Hello chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, hello mọi người luôn nha. Mọi người đang xem like của em thì comment lên cho em. Yêu thích mã này chốt cho em C6 kèm số điện thoại cho em nào. C6 kèm số điện thoại cho em để được lên ngân hàng thành công cho em nhá. Rồi ok, tiếp tục. Trời ơi, quá đẹp luôn con C4. Mọi người ơi, cái con C4 này quá đẹp luôn ý ạ. Anh chị nào mà đang xem like của em, mọi người đang nhìn thấy em không ạ? Mọi người mà đang nhìn thấy em thì mọi người comment lên cho em nhá. Rồi chốt ngay cho em con này là C4 kèm số điện thoại. Trời ơi, một em hoa hồng trắng với nền đen cao cấp như thế này. Trời ơi, cái con này em quá là thích luôn. Chị nào mà không nhanh tay là không có hàng nhá. Rồi em chốt con này 5 người, chốt đúng 5 người thôi. Chị nào comment nhanh hơn thì có trước. Không cần phải em đọc tên đâu, bởi vì hiện tại là em đang live bằng rất là nhiều máy. Nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn, cũng như là sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình. Rồi ai yêu thích mã này chốt cho em là C4 kèm số điện thoại. C4 kèm số điện thoại. Hello Tuyết Bi, hello. Hello mọi người nha. Rồi ok, chốt cho em con này là C4 kèm số điện thoại. Bởi vì hiện tại là em đang live bằng rất là nhiều máy, nên các chị không cần phải hỏi em là có nhìn thấy em không. Em đang nhìn thấy tất cả mọi người nha. Comment lên cho em, yêu thích mã này chốt em C4 kèm số điện thoại này. Khi mà mọi người mua một mã sản phẩm ốp bên em với giá từ 200.000 đồng, sale trong livestream ngày hôm nay chỉ còn với giá 139k. 139k em chào anh Tiến nha. 139k này, tặng kèm theo đó là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này. Đó, mà vẫn chỉ có giá 139k. Sau đấy khi các chị mua làm đôi, khi các chị mua làm đôi này, cũng như là mua từ 2 chiếc trở lên sẽ được tặng kèm. Đó chính là miễn phí giao hàng toàn quốc, tận nhà, tận giường luôn. Quá đẹp luôn đúng không ạ? 139 một combo, một ốp, một phần quà tặng cao cấp như thế này. Còn gì đẹp hơn, còn gì tốt hơn đúng không ạ? Hello Phương Ngân nha, hello mọi người vào like với em thì mọi người chia sẻ bài viết cho em đi. Rồi ok, chốt cho em con này là C4 kèm số điện thoại cho em này. C4 kèm số điện thoại. Trời ơi, có mim chứ chị ơi. Cái này cho em là đầy đủ tất cả các dòng luôn. Không cần phải em đọc tên đâu chị Hà Phương ơi. Cái này cho em là nhà em sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình. Cứ có số điện thoại là nhà em sẽ lên được mã cho mọi người nhá. Hello đẹp luôn. Cái mã sản phẩm này cho em ý ạ, là đầy đủ tất cả các cái mã sản phẩm của các anh các chị. Ở nhà mọi người dùng mã sản phẩm nào thì hôm nay mọi người comment lên cho em mã sản phẩm đó là sẽ được lên đơn hàng thành công. Hello mọi người, trời ơi, hello Hà Chip, hello chị Phương, hello chị Hồng, hello mọi người. Mọi người nào mà vào live với em thì các chị ơi, một chiếc vòng bình thường nó đã giá mấy trăm nghìn rồi, mà hôm nay em tặng kèm các chị một ốp, một vòng tặng kèm tri ân mà với giá 139.000 đồng. Khi mua hai chiếc lại còn được miễn phí giao hàng toàn quốc, quá rẻ quá đẹp luôn. Không tội gì mà mình không lấy cho em hai ba chiếc mình về mình làm ốp đôi đúng không ạ? Mà nhớ kỷ niệm này, sale nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3 sắp đến. Chị nào yêu thích cái mã sản phẩm nào comment nhanh cho em. Mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Em chào chị Huệ luôn này. Chốt tiếp tục lên cho em. Trời ơi, một con siêu phẩm tiếp theo là các chị ơi. Một em siêu phẩm tiếp theo yêu thích cái mã này, các chị chốt cho em là B4 kèm số điện thoại. Trời ơi, nóng ghê luôn ấy. Chốt cho em con này nào, B4 kèm số điện thoại. Có Samsung gì ơi, cái mã sản phẩm này nhà em có Samsung nhá. Samsung này, Oppo này, iPhone này, iPhone 5, 6, 7, 8 này, 10, 11, tất cả các mã sản phẩm đều có luôn. Rồi yêu thích mã B4, chốt cho em B4 kèm số điện thoại. Bây giờ thì em sẽ nhắc lại cho các chị nào mà mới vào like của em nhé, thì các chị có thể comment lên cho em. Yêu thích cái mã sản phẩm nào thì các chị chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp. Mình muốn gì, chị ơi, chị muốn gì thì chị inbox cho bếp của em nhé. Chỉ cần chị comment lên cho em luôn là gì đây ạ? Inbox cho bếp của em là mình muốn gì, hoặc là chị Thảo ơi, chị muốn gì thì chị chỉ cần để lại cho em xin số điện thoại là nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình, cũng như là sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình nhá. Chị Thảo muốn xỉ ạ, hàng đẹp chất lượng quá trời, em cảm ơn chị nhá. Trời ơi, ơi em cảm ơn chị luôn. Rồi yêu thích cái mã này chốt cho em là B4 kèm số điện thoại. Chị cứ để lại số điện thoại cho em, sau đấy là nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Sau đấy thì chị chỉ cần báo là bạn ơi hay là shop ơi em muốn xỉ thì là nhà em sẽ báo giá xỉ cho các chị. Rồi tiếp tục lên cho em con này B4 kèm số điện thoại. Thấy phần kính cường lực cái kính đằng sau của bên em ấy ạ.
100% là kính cường lực phủ nano cao cấp cho em luôn, chống nước, chống xước này, chống bụi cực kỳ tốt cho em nhá, cầm tay lên cực kỳ chắc chắn luôn cho em này. Viền cho em 100% là nhựa dẻo cực kỳ đẹp cho em, ôm sát viền máy cho em như này này, đầy đủ mã sản phẩm này, Samsung, Oppo, iPhone, mọi người muốn dùng mã nào cũng có luôn, chỉ cần comment lên cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại. Yêu thích mã này chốt cho em B4 kèm số điện thoại. Hello Phạm Quan Thích, hello anh nhá. Rồi ok, trời ơi, một em bồ công anh cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đấy, quá đẹp luôn đúng không? Em test cho mọi người luôn, em cào rách luôn, rách tay luôn, gãy cả móng tay luôn, nhưng mà nó vẫn cực kỳ đẹp luôn nhá. Hello phấn luôn. Rồi ok, yêu thích mã này chốt cho em con này là B7 kèm số điện thoại. B7 kèm số điện thoại từ 200.000 đồng. Hôm nay trên live em tri ân hàng ốp cao cấp của bên em với giá chỉ có 139k, tặng kèm nhân ngày mùng 8 tháng 3 cho 100 chị đầu tiên comment cho em đúng cú pháp mã sản phẩm kèm số điện thoại sẽ được tặng kèm, đó chính là một chiếc vòng cao cấp đó. Một chiếc vòng vàng cao cấp như thế này. Comment lên cho em nào, lên chốt cho em cái con mã bồ công anh này là B7 kèm số điện thoại. B7 kèm số điện thoại, các chị nhìn kỹ có đẹp không ạ? B7 kèm số điện thoại cho em, tặng kèm một chiếc vòng phủ vàng cao cấp cho em như này, mạ vàng cao cấp như này nha. Chốt cho em con này đó chính là B7 kèm số điện thoại. B7 kèm số điện thoại 200.000 đồng sale cho mọi người còn 139k. Chưa bao giờ nhà em còn áp dụng tặng kèm đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này. Đó, đem để như này cho mọi người nhìn rõ nhá. Rồi bên cạnh đó ạ, là khi mà mọi người mua hai chiếc nhà em còn miễn phí giao hàng toàn quốc cho các chị nữa. Yêu thích cái mã B7 này chốt cho em B7 kèm số điện thoại cho em nhá. Đó, tiếp tục lên cho các chị nào. Yêu thích cái mã tiếp theo, trời ơi, lại là một em hoa hướng dương siêu phẩm nhà em luôn. Yêu thích cái mã này chốt cho em là A8 kèm số điện thoại. Mọi người ai đang xem like của em thì mọi người chấm bài cho em nhé, không cần phải em đọc tên đâu. Comment lên cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công cho em này. Nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Tiếp tục lên cho em con này, A8 kèm số điện thoại, một em hoa hồng phối liền đen và có họa tiết là một em bướm xanh cao cấp cho em như thế này nhá. Hello Hiền Tây, hello mọi người luôn, có xỉ chị ơi, xỉ đi inbox cho em nhé. Đặng Thảo ơi, chị ơi cái này cho em ấy thì đang có giá là 139.000. Từ 199.000 sale còn 139.000, tặng kèm đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này. Đó, quá đẹp luôn. Đây. Trời ơi, xinh như chưa bao giờ được xinh hơn luôn ấy ạ. Chốt cho em con này A8 kèm số điện thoại. A8 kèm số điện thoại, không nhanh xin phép không đơn hàng thành công cho em nhá. A8 một em hoa hướng dương kết hợp phối vô cùng xinh xắn cho em con này. Cái này cho em có Xiaomi chị ơi, chốt cho em con này nhá. A8 kèm số điện thoại đi. Yêu thích mã nào thì chỉ cần chốt cho em mã kèm số điện thoại thôi là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không cần em đọc tên đâu, hiện tại là nhà em đang live bằng rất là nhiều máy luôn ấy ạ. À, chị nhận hàng hôm qua rồi, ưng lắm cho chị thêm một chiếc B2 nhé. Ok, có đơn luôn chị ơi. B2 công nhận rất là đẹp luôn. Rồi ok, tiếp tục này, chị nào mà yêu thích một sự thuần khiết, một sự cảm giác như là nhẹ nhàng thì các chị lấy ngay cho em con này mã A1. Một em A1 hàng hoa sen cao cấp cho em này. Tất cả các cái mã sản phẩm nhé em nhé đều được làm gì đấy ạ? Cái phần ốp của em đều là kính cường lực phụ nano cao cấp cho em luôn. Chống xước này. Đấy, chống xước này, dẻo cực kỳ cho em luôn. Và chống va đập, chống xước cực kỳ tốt cho em luôn nhá. Phần viền cho em 100% đều là hàng nhựa dẻo cao cấp, ôm sát viền máy của mình này, tạo cho máy của mình cảm giác như là nhẹ nhàng hơn, cầm lên nó thanh mảnh hơn và rất là xinh luôn ý ạ. Bảo vệ ốp cực kỳ, bảo vệ máy cực kỳ tốt. Và cái phần ốp này nhé em, các chị nhìn cho em này, là sản phẩm bên em sẽ thiết kế độ dày hơn so với máy bình thường, đó chính là 0,2mm. Để mà làm gì ạ? Để mà nó có thể bảo vệ cái mặt kính của điện thoại, của giấy yêu của mình ấy ạ. Lên rất là xịn sò luôn cho em nhá. Hello Tổ, hello chú Tùng, hello Hoàng Thị Ngọc, hello mọi người. Rồi ok, chốt cho em con này nha. A1 kèm số điện thoại 139.000 đồng một chiếc, tặng kèm đó chính là một chiếc vòng phủ vàng cao cấp, mạ vàng cao cấp như thế này. 139k mang về cho em hai món quá rẻ luôn đúng không ạ? Phí ship toàn quốc đồng giá 30.000 đồng cho em này. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like thì mọi người nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho bên em nhé. Rồi chốt tiếp tục cho em con này A1 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. Hello Tấn.
Mọi người đang xem like của em thì mọi người chia sẻ bài viết cho em nha. Comment lên cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công cho em rồi. Tiếp tục lên cho các chị một mã hướng dương vô cùng xinh luôn. Mọi người đang xem like của em thì mọi người chấm bài vào đây đi ạ. Comment lên cho em đi, yêu thích cái mã nào comment lên cho em đúng cú pháp mã đấy nhá. Rồi, khẩn trương lên cho em. Trời ơi, quá đẹp, quá xinh luôn. Chốt ngay cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Yêu thích mã nào comment lên cho em đúng cú pháp mã đấy. Mọi người ơi, có ai đang xem like của em không ạ? Mọi người đang xem like của em thì mọi người comment lên cho em nhé. Đấy, comment đúng cú pháp mã lên kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Yêu thích cái mã B1 hình hoa hướng dương cao cấp này của bên em này. Mọi người comment lên cho em là B1 kèm số điện thoại cho em nhé. Bây giờ em xin nhắc lại cho các chị nào mà mới vào like của em. Yêu thích mã nào thì comment lên cho em đúng cú pháp mã đấy cho em nhé. Yêu thích cái mã B1 trước cho em, B1 kèm số điện thoại cho em này. Tất cả các mã sản phẩm bên em ý ạ, 100% là đều là kính cường lực phủ nano cao cấp của bên em nào. Trời ơi, quá đẹp luôn. Tất cả các sản phẩm này cho em nhé thì đều có thể hỗ trợ của mọi người, đó chính là sử dụng gì đấy ạ? Sử dụng sạc không dây vô cùng tốt cho em luôn. Chốt ngay cho em con này B1 kèm số điện thoại cho em này. B1 kèm số điện thoại cho em nhé. Tiếp tục lên cho mọi người một mã tiếp theo. Yêu thích cái mã này cho em này thì chốt cho em đúng cú pháp là B6 kèm số điện thoại cho em nhé. B6 kèm số điện thoại, một siêu phẩm tiếp theo năm 2020 đều là hàng hoa hướng dương cao cấp của bên em luôn. Chốt cho em con này đấy ạ. B6 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. B6 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em này, hàng siêu đẹp luôn. Ai yêu thích mã này thì chốt cho em là B6 kèm số điện thoại. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn, bởi vì hàng này cho em là hàng có số lượng rất là ít. Em chỉ chốt cho tất cả các anh các chị nào đang xem like của em và comment lên cho em đúng cú pháp thôi, lên chốt cho em con này đấy ạ. B6 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nào. B6 kèm số điện thoại. Chị ơi, cái này cho em nhà em có xỉ nhá. Nhận hàng chỉ cần để lại cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại cho em thôi ạ. Rồi, chốt tiếp theo lên cho em con này nhá. Yêu thích cái mã B6 này, chốt cho em B6 kèm số điện thoại. Chị ơi, cái này cho em nhá. Có nhìn thấy chị Phương Thảo luôn, không cần phải em đọc tên đâu. Chị Trần Thúy ơi, có xỉ luôn. Hàng này cho em phí ship toàn quốc đồng giá 30.000 nha chị nhá. Rồi, chốt cho em con này là B6 kèm số điện thoại cho em nhá. B6 kèm số điện thoại cho em này. Một điều đặc biệt là nhân ngày 8 tháng 3 thì khi mà khách hàng nhà em này mua hàng sẽ đều được nhận kèm, đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này của nhà em nhá. 139.000 dinh về cho em một chiếc ốp cao cấp. Hàng này cho em là hàng chất lượng cao nhá, với công nghệ in ngược cực kỳ xịn sò của nhà em luôn. Chốt cho em con này B6 kèm số điện thoại. Trời ơi, tiếp tục các chị ơi, một con siêu phẩm mà chưa bao giờ em dám mang lên live luôn. Trời ơi, nào đây, quá đẹp luôn đúng không ạ? Yêu thích mã này chốt ngay cho em A7 kèm số điện thoại. Quá đẹp luôn. A7 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. A7 kèm số điện thoại, một em tím mộng mơ, quá đẹp luôn. Ok, Thanh Trần có đơn cho em này, Ba Linh có đơn cho em nhé, Khánh Phương có đơn cho em rồi này, Hảo Bùi có đơn cho em rồi chị ơi. Hello anh Nguyễn Nam, hello mọi người. Trời ơi, nhanh tay comment lên cho em đúng cú pháp là mã kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công nhé. Chốt khẩn trương lên cho em đúng cú pháp nào. Lên cho em con này là A7 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Mã sản phẩm bên em thì khi mà mọi người mua một chiếc ốp này này, nhân ngày 8 tháng 3 thì nhà em sẽ tặng kèm cho mọi người, đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của bên em. Đó, chỉ với giá 139.000 đồng. Đó, các chị sẽ nhận được về cho em một chiếc ốp cao cấp. Hàng này cho em là hàng sản phẩm độc quyền của bên em nha. Tặng kèm đó các chị, đó chính là một chiếc vòng mạ vàng vô cùng tinh tế cho em như thế này. Comment lên cho em đúng cú pháp nào. A7 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. A7 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Yêu thích mã nào thì comment lên cho em đúng cú pháp đi ạ. Rồi,
rồi, chị ơi cái này cho em thì bây giờ thì em sẽ like lại để cho các chị nào mà mới vào like của em nhá. Các chị có thể biết và là có thể được chiêm ngưỡng được lại và có thể comment lên cho em đúng cú pháp là mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Ok, đợi em một xíu nhé chị ơi. Cái này cho em ý ạ, thì là phí ship toàn quốc đồng giá 30.000 đồng chị ơi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like để mọi người nhận. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã như em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho bên em nhé. Comment lên cho em đúng cú pháp nào. Rồi bây giờ nha, chị nào yêu thích mã nào thì comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. Bây giờ các chị có thể chú ý cho em nào. Bây giờ nhá, chị ơi, nếu mà chị yêu thích cái mã này ý, thì chị phải comment lên cho em là B8 kèm số điện thoại cơ. Không phải là, đừng có bao giờ bảo em là cho chị cái mã hướng dương đầu tiên. Bởi vì khi mà nhà em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình ý ạ, nhà em không thể biết được cái mã nào là cái mã đầu tiên, cũng không biết là cái mã nào là cái mã cuối cùng đâu. Nên chị yêu thích mã nào thì comment mã đấy cho em. Bây giờ thì em sẽ nói lại để cho các chị nào mà mới vào like của em có thể chiêm ngưỡng được tất cả các cái mã sản phẩm của bên em nhá. Yêu thích mã này chốt em B8 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Yêu thích mã tiếp theo xin giới thiệu cho các chị một mã hoa cúc tiếp theo B2 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Khẩn trương lên cho em nào. Yêu thích cái mã chị ơi, cái này ý ạ, thì nhà em đầy đủ mã luôn. Rồi tiếp tục lên cho các chị này. Cái này cho em đầy đủ là Samsung, Oppo và iPhone. Các chị muốn dùng mã nào thì comment lên cho em mã đấy là sẽ được lên đơn hàng thành công. Các chị ơi, cái mã sản phẩm này cho em nhé. Hôm nay nhà em sẽ đưa đến cho các chị, đó chính là một mã sản phẩm cao cấp, hàng ốp cao cấp, sản xuất cực kỳ đẹp cho em năm 2020, vô cùng hit hot luôn. Chị nào yêu thích mã nào, chị cần comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho các chị này. Yêu thích cái mã này, các chị lên cho em A3 kèm số điện thoại. Hàng hôm nay em sẽ đưa đến các chị rất là nhiều siêu phẩm hit hot năm 2020 này luôn. Và nhân dịp kỷ niệm ngày 8 tháng 3 sắp đến thì em sẽ tặng kèm cho các chị. Khi mà các chị mua một ốp nhà em sẽ được tặng kèm đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của bên em nhé các chị nhé. Trị giá sản phẩm là chỉ có 139k. Mà khi mà các chị nhận về sẽ nhận được hai sản phẩm như thế này cho em này. Khi mà các chị mua hai sản phẩm trở lên, mua hai ốp sẽ được tặng kèm sản phẩm này và miễn phí giao hàng toàn quốc cho em nhé. Rồi ok, chốt cho em con này A3 kèm số điện thoại cho em này. A3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Cái mặt kính đằng sau này cho em nhé là hàng kính cường lực cao cấp phủ nano 10D cao cấp của nhà em luôn. Chống xước, chống bụi bặm này, chấm vân tay như này nhá. Đấy, khi mà các chị để như này ạ, khi mà tay của các chị ướt thì sẽ không bao giờ bị dính vân vào nhá. Và bên cạnh đó cho em này, đó, chống nước chống xước cực kỳ tốt cho tất cả các chị luôn. Lên ngay cho em con này A3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. A3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Rồi ok các chị ơi, ok em chốt, bây giờ em sẽ chốt đơn nhá. Bây giờ thì em nhìn thấy ai thì em mới chốt đơn của người đấy thôi. Đợi em một tí để em sẽ đọc comment ở trong này. Bởi vì là ở trên cái Facebook của em ý, nó đang bị ẩn livestream rất là nhiều luôn. Mà hiện tại em lại đang live bằng rất là nhiều máy nữa. Em không thể đọc được hết đơn của các chị đâu. Nên chị nào yêu thích cái mã nào để comment lên cho em nhá. Rồi ok, Thúy Bùi có đơn cho em nào. Thảo Kim Nguyễn có đơn rồi chị ơi. Phạm Nguyên có đơn rồi nhá. Xuân Thuyên có đơn cho em này. Nguyễn Thị Bích Đính Ngọc có đơn cho em này. Tâm Mái có đơn này. Quang Dũng có đơn cho em nhá. Chi Nguyễn có đơn cho em này. Trang Trang có đơn cho em này. Đó, Kim Lân có đơn cho em nhá. Bùi Thị Quỳnh Anh có đơn cho em. Các chị ơi nhớ cho em này, không cần phải em đọc tên đâu. Mọi người muốn em đọc tên thì em sẽ chỉ đọc một hai người cho mọi người biết là em đang like trực tiếp cho mọi người thôi. Rồi tiếp tục lên cho em con này đi ạ. Yêu thích mã này lên cho em một em hoa hồng cao cấp. Chốt cho em con này là C2 kèm số điện thoại cho em nhá. C2 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Lên cho em con này là mã A6 kèm số điện thoại. Một em hoa hướng dương cực kỳ xinh này đúng không ạ? A6 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Rồi tiếp tục em sẽ lên tiếp mã tiếp theo cho các chị này. Chốt cho em con này là một em hướng dương với nền xanh đen cực kỳ xịn sò. C5 kèm số điện thoại cho em này. Từ 2
200.000 đồng em xin xả cho tất cả mọi người. Với giá chỉ có 139k. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã anh em like thì mọi người nhận hàng. Không đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã anh em like, mọi người cứ hoàn hàng về cho bên em, không mất một đồng phí ship nào cho em nhá. Bởi vì hàng này cho em là hàng chất lượng cao, chị yên tâm. Rồi lên cho em một em hoa cúc cực kỳ xinh xắn cho em như này. A9 kèm số điện thoại. Tất cả các cái mã nhà em thì đều phù hợp với tất cả các cái dòng máy luôn. Mọi người dùng máy nào thì nhà em sẽ đưa đến sản phẩm phù hợp với dòng máy đó cho mọi người nhá. Chốt cho em con này là A9 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Các chị nhớ cho em này, khi mà các chị có nhân, khi mà nhà em lên đơn ấy ạ, thì không cần phải em đọc tên, bởi vì hiện tại là em đang like tận 4 máy cơ. Em không thể nào đọc được hết đơn của mọi người đâu. Chỉ cần tất cả mọi người vào like với em và comment lên cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Yêu thích cái mã B6 này, chốt cho em nhá, một em hoa hướng dương đẹp như này đúng không ạ? Chốt ngay cho em B6 kèm số điện thoại, một em mặt nâng kính cường lực phủ nano vô cùng xinh xắn cho em như thế này. Chống xước, chống bụi bặm này. Đó, đúng không ạ? Cực kỳ tốt luôn. Và bên cạnh đó cho em nhé, tất cả các đường viền đều được bo vuông cực kỳ xinh xắn cho em như thế này luôn. Chất dẻo vô cùng đẹp cho em như thế này. Comment lên cho em đúng cú pháp là B6 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Tiếp theo là một em C3 cao cấp. Chị nào thích C3 chốt cho em C3 kèm số điện thoại. Khi mà mọi người này, em sẽ giới thiệu lại cho các chị nào mới vào like của em nhé, các chị có thể chiêm ngưỡng được. Khi mà các chị mua một chiếc ốp cao cấp của bên em sẽ được nhận kèm đó chính là một chiếc vòng tay phủ vàng cao cấp như thế này, mạ vàng cao cấp cho em như thế này, chỉ với giá 139.000 đồng thôi. Các chị sẽ nhận về cho em một chiếc ốp kèm theo đó chính là một chiếc vòng tay cực kỳ xịn sò cho em như thế này. Chốt cho em C3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em này. Mua 2 chiếc trở lên ý ạ, thì nhà em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc, phí ship một chiếc toàn quốc là đồng giá 30.000 đồng cho em nhé các chị nhá. Rồi ok các chị ơi, tiếp tục lên cho em con này nào. B1 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. B1 kèm số điện thoại, một em hoa hướng dương với lên vàng cao cấp cho em như này nhá. B1 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em này. Rồi ok, tiếp theo các chị ơi, trời ơi, một con hoa gì đây ạ? Một con hoa sen cao cấp của bên em. Chốt ngay cho em là A1 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. A1 kèm số điện thoại quá xuất sắc luôn các chị ơi. Chốt ngay cho em con này đi ạ. A1 kèm số điện thoại như này, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái từ 199k, em xin xả trên like chỉ còn có 139k thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Chốt cho em con này A1 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. Trời ơi, siêu phẩm là đây chứ đâu. Chốt ngay cho em con này B5 kèm số điện thoại cho em này. B5 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em con này nhé. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Cái con B5 này nhà em ý ạ, là một cái con mà phải gọi là bây giờ nó đang rất là hot, mà nhà em đang cháy hàng vì cái con này luôn. Một em hoa hồng với nền đen nước cực kỳ xịn sò cho em như này. Chốt ngay cho em B5 kèm số điện thoại, 100% là kính cường lực phủ nano ở phần kính mặt sau cho em như này. Viền 100% là hàng ốp dẻo silicon cực kỳ đẹp cho em này. Có một điều vô cùng đặc biệt mà em muốn đưa đến cho mọi người, đó chính là cái phần ốp của em ấy ạ, là đều cách so với cả cái mặt sản phẩm, mặt giấy yêu của mình là 0,2mm, để mà chống xước bảo vệ cái mặt kính của mình nhá, không chảy xước này. Và cái ốp này cho em ấy ạ, là cái phần viền là phần dẻo, nên là tháo ra tháo vào, tháo nắp rất là dễ và không gây bị xước sát cho giấy yêu của mình. Sản phẩm này thì tất cả các cái lỗ như là tai nghe này, sạc này, đó, camera thì được thiết kế vô cùng tỉ mỉ luôn. Đó, nên là mọi người sử dụng rất là thoải mái. Chốt ngay cho em B5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Tiếp tục lên cho em con này B6 kèm số điện thoại, à B7 kèm số điện thoại, một con bồ công anh cao cấp. Chốt ngay cho em này B7 kèm số điện thoại. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn cho em nhé. Kim Chuyến ơi, để lại cho em xin số điện thoại cho em đi ạ. Không có số điện thoại em xin phép không chốt đơn cho em nhé. Rồi ok, anh Đỗ Hiếu cho anh hai chiếc B7 với cả B2 nhé. Ok, có đơn rồi anh ơi. Chỉ cần anh để lại cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công, không cần em đọc tên đâu. Rồi ok, chốt cho em con này B7 kèm số điện thoại, một combo công anh cao cấp cho em này. Tiếp tục lên cho các chị yêu thích mã này, chốt cho em con này là A5 kèm số điện thoại cho em này. A5 kèm số điện thoại cho em nhé. Đầy đủ mã sản phẩm Samsung, Oppo, iPhone đều được với một mã sản phẩm vô cùng đẹp như thế này. Mọi người chỉ cần chọn hình thôi, sau đấy thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Các chị yêu thích cái mã sản phẩm nào thì chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp là sẽ được lên đơn hàng thành công. A5 kèm số điện thoại cho em, tiếp tục cho em nhé.
nhá, lên mẫu liên tục luôn. Bởi vì các chị sao ạ? Mỗi một cái mã sản phẩm nhà em chỉ có 1 chiếc, 2 chiếc, thậm chí là 5 7 chiếc là hết sản phẩm rồi. Nên em chỉ xả ở trên live thôi, bởi vì là cái hàng tặng này cho em ấy ạ, là hàng tặng có số lượng. Nên chị nào đặt nhanh thì có trước, mà chị nào đặt chậm thì em xin phép không có đơn hàng thành công cho em nhá. Không bao giờ có hàng tặng luôn, vì cái hàng này cho em là quá rẻ rồi. Mà xả ốp bây giờ còn có 139k, mà lại còn được tặng kèm một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này nữa. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Giá rẻ hơn. Chốt tiếp tục cho em con này C6 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. C6 kèm số điện thoại cho em nào. Rồi tiếp tục các chị ơi, A8 kèm số điện thoại cho em nhé. Đây em để gần cho chị con A8 này. A8 kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi các chị ơi, trời ơi đẹp chưa ạ? Một con B3 cao cấp của nhà em luôn. Ai yêu thích cái mã B3 này, chốt ngay cho em B3 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. B3 kèm số điện thoại cho em con này, các chị có nhìn thấy không ạ? Quá là xuất sắc luôn. Một em hoa hồng đỏ phối đen cực kỳ đẹp như này, với nền đen vô cùng cao cấp. Tất cả cái mã sản phẩm nhà em ạ đều là làm bằng kính cường lực. Phần sau này kính cường lực phủ nano cao cấp, phủ bóng nano cao cấp cho em như thế này, chống xước, chống bụi bặm này, chống vân tay cực kỳ tốt, cầm lên vô cùng đẹp luôn các chị ạ. À, rồi chốt ngay cho em con này B3 kèm số điện thoại có nha chị Trinh Trinh ơi, có được tặng vòng luôn. Các chị cứ để lại cho em số điện thoại và cú pháp đúng là sẽ được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Rồi ok, chốt cho em con này B3 kèm số điện thoại cho em con này nào. B3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Mã hoa sen vô cùng tinh tế, chốt em A4 kèm số điện thoại cho em này. A4 kèm số điện thoại cho em 139.000 cho em nhá. Rồi ok, chị nào yêu thích cái mã A7 này không ạ? Yêu thích cái mã A7 này chốt cho em là A7 kèm số điện thoại cho em nhá. A7 kèm số điện thoại quá đẹp luôn. Em nói mọi người nhìn này, mọi người phải hiểu rằng ạ, vì sao em đưa đến cho mọi người tất cả cái mã sản phẩm này ngày hôm nay? Bởi vì nhân dịp ngày 8 tháng 3 sắp đến, các anh có thể mua làm ốp đôi này. Đó, bên cạnh đó lại còn tri ân cho các chị một chiếc vòng mạ vàng cao cấp như thế này, để có thể làm quà cho người yêu mình đúng không ạ? Chốt ngay cho em con này nha. Lên cho em con này là A7 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. A7 kèm số điện thoại, không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn hàng thành công. Hàng này cho em nhá, chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại cho em là sẽ được lên đơn hàng thành công cho em. Trời ơi nó đẹp dã man luôn ấy ạ. Comment lên cho em đúng cú pháp đi để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Comment đúng mã sản phẩm kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn cho em nhá. Rồi tiếp tục các chị ơi, ai yêu thích cái mã này chốt ngay cho em là B9 kèm số điện thoại. Một em hoa hướng dương cao cấp của nhà em. Yêu thích cái mã B9 này thì mọi người lên cho em là B9 kèm số điện thoại. Bây giờ đúng không giới thiệu hẳn cho các chị nào. Các chị có thể tin chị xem lại mã C1 với cả mã A3 có đơn chị ơi. Đây chị ơi, mã C1 nhà em đây nhá. Mã C1 này có iPhone 6 chị ơi. Có Oppo A13 không? Có luôn chị ơi, cái là mã C1 này cho em nhá. Các chị dùng từ Samsung, Oppo, iPhone, dùng mã sản phẩm nào cũng được. Các chị yêu thích mã sản phẩm nào, ví dụ như là chị đang dùng iPhone 6 mà các chị thích cái mã C3 này của em, thì các chị chỉ cần comment lên cho em là C3 kèm số điện thoại. Sau đấy nhé, dùng dòng điện thoại mà các chị đang dùng sẽ gửi đúng cho các chị là cái mã này, đúng cái mã sản phẩm C3 này, nhưng mà là dòng sản phẩm của mã iPhone 6, được không ạ? Ok, chốt cho em con này C1 kèm số điện thoại nha. C1 kèm số điện thoại C3 của chị Trang Trang đây. Một con C3 quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chốt ngay cho em con này C3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. A3 kèm số điện thoại cho em này, quá đẹp luôn các chị ơi. Nhanh tay comment cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Bây giờ thì em sẽ lên lại cho tất cả các chị, đó chính là một mã C5. Ai lấy mã C5 này chốt cho em là C5 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em này. C5 kèm số điện thoại, hàng bên em là hàng quá là đẹp luôn đúng không ạ?
Comment lên cho em đúng cú pháp là C5 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. Có ai đang xem like của em không ạ? Các anh chị nào mà đang xem like của em thì các chị comment lên cho em đúng cú pháp là sẽ được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Ai yêu thích mã nào chỉ cần comment lên cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại. Đây là mã C6 nha em này. Yêu thích mã C5 nhá thì chị comment lên cho em là C5 kèm số điện thoại. Các chị ơi, tất cả cái mã nhà em ý ạ là đầy đủ dòng sản phẩm luôn, từ iPhone, Oppo này hoặc là Samsung đều có luôn. Yêu thích cái mã C5 này chốt cho em là C5 kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công cho em nhá. C5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. Các chị có thể chú ý cho em này. Cái mặt sau của cái ốp điện thoại của em ý ạ, 100% đều là làm bằng từ kính cường lực phủ nano cao cấp của bên em. Bên cạnh đó ý ạ, thì chống xước, chống nước cao cấp này. Đấy, và gì đây ạ? Chống được bụi bẩn, chống vân tay. Đấy, chống va đập rất là tốt cho các chị luôn. Đó, các chị có thể thấy không ạ? Bên cạnh đó này, cái phần ốp của em nhá, viền 100% là làm bằng như chất nhựa dẻo cho em, nên là ôm sát được cái vào chiếc điện thoại, vào giấy yêu của mình luôn nhá các chị nhá. Và bên cạnh đó này, từ camera này, ổ sạc này và tai nghe cho em đều được thiết kế vô cùng tinh tế luôn, vô cùng phải gọi là rất là tinh xảo luôn ý ạ. Nên là các chị nhá, sử dụng nhìn lên đẹp mê ly, đẹp hút hồn luôn đúng không ạ? Và có một điều luôn này, comment cho em đúng cú pháp thì mới được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Quá đẹp luôn. Chốt ngay cho em con này là C5 kèm số điện thoại cho em này. C5 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Các chị ơi, một thông báo nữa mà chưa bao giờ em quên được, đó chính là khi mà các chị mua sản phẩm nhà em, ví dụ như là các chị có thể yêu thích một cái mã như em đang cầm đây, đó chính là một mã gì đây ạ? Một mã B5. Đây, cái con B5 này nhà em là một em hoa hồng cao cấp như thế này. Thì khi mà các chị mua một chiếc ốp như này á, sẽ đều được tặng đó chính là một chiếc vòng, một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của nhà em, từ 199k một chiếc ốp. Hôm nay nhà em tri ân này, nhân dịp ngày 8 tháng 3, sale cho các chị chỉ còn với giá 139.000 đồng một chiếc ốp. Bên cạnh đó còn tặng kèm cho các chị đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của nhà em như thế này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Comment lên cho em nha, mã kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Comment khẩn trương cho em, không có số điện thoại bên xin phép không chốt đơn hàng thành công cho em nhé. Chốt khẩn trương cho em, comment cho em đúng cú pháp nào, mã kèm số điện thoại cho em nhé. Bây giờ thì em sẽ qua mã liên tục để cho các chị nào mà mới vào like của em có thể comment lên cho em nhé. Chốt cho em con này là B5 kèm số điện thoại cho em này, A5 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhé. Đây, chị nào yêu thích mã này chốt cho em là B6 này. B6 kèm số điện thoại cho em nhé, 139k này. A7 kèm số điện thoại, quá đẹp luôn đúng không ạ? Chốt cho em con này là A7 kèm số điện thoại cho em con này này. Một em hoa, một em hoa sen cao cấp. Một, trời ơi, em nói thật với mọi người luôn, cái mã này lên nhá, nó sang này mà nó nhẹ nhàng, nó thuần khiết lên cực kỳ đẹp cho em luôn. Chốt cho em con này A4 kèm số điện thoại cho em. A4 kèm số điện thoại, không còn gì đẹp hơn luôn đúng không ạ? Tiếp tục cho các chị một siêu phẩm hoa hồng. Hôm nay nhà em chỉ có đúng mã hai mã hoa hồng thôi, một mã B5 với cả một mã B3. Chốt em con này B3 kèm số điện thoại, có iPhone 6 luôn. Có Mi 5 Pro luôn, có luôn chị ơi. Cái lên cho em con này nhá, có Oppo luôn. Comment lên cho em này, B5 kèm số điện thoại cho em này. Tiếp tục lên các chị, A9 kèm số điện thoại, không có số điện thoại xin phép không chốt đơn cho em nhá. Hoàng Hảo ơi, để lại cho em xin số điện thoại đi ạ. Không có số điện thoại em xin phép không chốt đơn cho em đâu. Rồi tiếp tục lên cho em con này nhá, yêu thích mã nào chốt cho em mã đấy luôn. Lên cho em con này, A1 kèm số điện thoại để được lên đơn hàng thành công. A1 kèm số điện thoại, không có số điện thoại xin phép không chốt đơn. Em xin giới thiệu cho các chị này, cái mã sản phẩm ốp bên em ý ạ, 100% là hàng kính cường lực phủ nano cao cấp. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, từ 200.000 đồng sale cho mọi người chỉ còn có 139k. Comment cho em đúng cú pháp thích mã này, comment cho em A1 kèm số điện thoại. Thích mã nào comment cho em đúng cú pháp mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Nhà em sẽ có phần mềm tự động lên đơn cho mình. Sau đấy ngày mai nhà em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho em nhé. A1 kèm số điện thoại, quá đẹp luôn rồi. Ok, tiếp tục lên các chị. Lên cho em
em con này là A8 kèm số điện thoại cho em này. A8 kèm số điện thoại cho em nhé. Một em hoa hướng dương với họa tiết bướm cực kỳ xinh cho em nhé. Khi mà mọi người mua một chiếc ốp cao cấp của bên em như thế này, nhân dịp ngày 8 tháng 3, hôm nay là một cái live stream duy nhất ở trên live luôn, em tặng kèm cho mọi người, đó chính là một chiếc vòng phủ vàng cao cấp có đính bạc như thế này cho em nhá. Lên nhanh tay coi em, lên cho em đúng cú pháp, lên cho em là gì đây ạ? A8 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Nên cho em là A8 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. A8 kèm số điện thoại, không có số điện thoại xin phép không chốt đơn hàng thành công cho em này. Lên cho em B1 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em này. Chốt cho em con này B1 nha. B1 kèm số điện thoại cho em, quá xinh luôn. Em tiếp tục lên cho mọi người một mã nữa này. Lên cho em con này là C3 kèm số điện thoại cho em nhá, quá xinh luôn. Yêu thích mã nào chốt em mã đấy, comment cho em đúng cú pháp rồi ok để em đọc xem nào. Trời ơi, trên này bị ẩn comment quá luôn ý. 4 nick mà mọi người cứ hỏi là có nhìn thấy mình không, có nhìn thấy em không. Em có nhìn thấy mọi người nha, không cần phải em đọc tên đâu. Chị Trang Trần ơi, em có nhìn thấy chị này. Nhưng ở trong cái like này của em thì các chị cứ comment lên cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không cần em đọc tên, bởi vì hàng này cho em là hàng chất lượng cao, hàng loại 1 cho em nhá. Chị Trang Min ơi, để lại cho em xin số điện thoại đi ạ. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn đâu, bởi vì hàng này cho em là hàng chất lượng cao nhá. Em chỉ chốt ở trên like thôi, và chỉ comment cho các chị nào mà comment nhanh nhất cho em nhá. Chốt ngay cho em đúng cú pháp con này là gì đây ạ? Chốt cho em con này là C3 kèm số điện thoại cho em này. C3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công. Không có số điện thoại bên em xin phép không chốt đơn cho em nhá. C3 kèm số điện thoại quá đẹp luôn. Trần Hiếu để lại cho em xin số điện thoại cho em nhá. Đúng rồi, 8 tháng 3 là tặng kèm một chiếc vòng như thế này đấy chị ơi. Trời ơi các chị ơi, bởi vì em hay cúi làm vì sao, bởi vì là em phải đọc cái comment ở trong điện thoại ấy, bởi vì là hiện tại là em đang live mà rất là nhiều máy luôn, em không đọc được hết comment của các chị, mà rất là nhiều chị không chia sẻ nên là bị ẩn comment, nên em phải dùng cái máy khác để đọc cái comment của mình. Rồi ok, chúc cho em con này C3 kèm số điện thoại, tặng kèm cho các chị đó chính là một chiếc vòng mạ vàng cao cấp của bên em nhá. Chúc cho em con này C3 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nào. Yêu thích mã nào chỉ cần comment cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Rồi chị nào yêu thích cái mã này cho em ấy ạ, thì comment cho em là B8 kèm số điện thoại. Tất cả các cái mã sản phẩm bên em này là đều được là làm từ kính cường lực cho em này, phủ một lớp nano cao cấp của bên em nha các chị nhá. Comment lên cho em con này là B8 kèm số điện thoại. Tất cả các cái mã dòng sản phẩm của bên em này, các chị yêu thích cái mã nào thì comment lên cho em đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công. Không cần em đọc tên đâu, bởi vì hiện tại là em đang live bằng rất là nhiều máy luôn. Comment cho em nào B8 kèm số điện thoại cho em để được lên đơn hàng thành công cho em nhá. Comment đúng cú pháp, mã kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công cho em ạ.